Chiều 9 tháng 12 năm 2018, Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và người dân vẫn đang chăm sóc cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Vào sáng sớm cùng ngày, khi ra mở cửa cổng, một phụ nữ 38 tuổi ở ấp Nam Sơn, xã Quang Trung phát hiện một chiếc giỏ sách màu xanh để trước nhà. Đến gần để xem, chị này phát hiện bên trong có một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc áo gió màu đỏ nên đã báo cho cơ quan công an. Theo công an xã, đây là một bé trai mới sinh, dây rốn vẫn còn. Do để ngoài trời, một số vị trí trên khuôn mặt của bé bị kiến cắn làm sưng tấy. Em bé không có giấy tờ tùy thân liên quan. Sau khi được Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất cắt dây rốn và chăm sóc sức khỏe, bé tạm được đưa về nhà của anh Nguyễn Quốc Cường, phó trưởng công an xã để chăm sóc nuôi dưỡng.